trời đã sáng tại Iran sau nhiều giờ không kích của Israel. Cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ của Israel kết thúc ngay trước khi mặt trời mọc. Quân đội Israel thông báo đã hoàn thành các cuộc không kích chính xác và có mục tiêu vào các mục tiêu quân sự ở Iran. Các máy bay chiến đấu tham gia cuộc oanh kích đã trở về căn cứ an toàn. Chúng tôi đã tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu và chính xác vào các mục tiêu quân sự ở Iran, ngăn chặn các mối đe dọa trực tiếp đối với nhà nước Israel. Lực lượng phòng vệ Israel đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu Iran tiếp tục phạm sai lầm, chúng tôi sẽ có nghĩa vụ phải đáp trả. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng. Tất cả những ai đe dọa nhà nước Israel và tìm cách kéo khu vực vào một cuộc leo thang rộng lớn hơn sẽ phải trả giá đắt. Không quân Israel cũng cho biết đã tấn công vào các cơ sở sản xuất tên lửa, cũng như vào các khẩu đội tên lửa đất đối không và các hệ thống phòng không bổ sung của Iran. Về phần mình, phía Iran cho biết nhiều vụ nổ đã xảy ra trong nhiều giờ ở thủ đô Tehran và tại các căn cứ quân sự gần đó, bắt đầu từ 2 giờ sáng nay. Các căn cứ quân sự của Iran ở các tỉnh Tehran, Khuzestan và Ilam là mục tiêu của các cuộc không kích của Israel. Đã có thiệt hại hạn chế ở một số nơi. Phạm vi của cuộc tấn công đang được điều tra. Cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran rạng sáng nay có nguy cơ đẩy khu vực Trung Đông gần hơn đến bờ vực chiến tranh toàn diện. Trước những diễn biến mới này, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savet đã kêu gọi Iran ngừng tấn công Israel để chấm dứt vòng xoáy bạo lực tại Trung Đông. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng kêu gọi Iran không nên đáp trả làn sóng không kích của Israel, đồng thời hối thúc tất cả các bên kiềm chế.